Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật của Thiện Phú. Bên dưới video có một nút đăng ký màu đỏ nằm bên phải màn hình. Khi anh em nhấn vào nút đăng ký màu đỏ là anh em đã theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật của Thiện Phú. Và khi Thiện Phú ra những video mới nhất thì anh em sẽ là người ưu tiên nhận được những video sớm nhất, không bỏ lỡ những cái sản phẩm mà mình yêu thích. Cảm ơn anh em đã tin tưởng theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật trong thời gian vừa qua. Hôm nay Thiện Phú review 40 mẫu sản phẩm nha anh em. Mẫu số 1, con này con đồng hồ hiệu Telvis nha anh em. Chạy 3 cốt 6 kim. Con này chạy tự động nha anh em. Size 43. Niềng xoay. Con này mẫu số 1 giá là 1 triệu. Nó thân vỏ nó làm bằng inox nha nè. Inox đặc. Qua mẫu số 2, con này con đồng hồ hiệu là Jojo Rossi. Con này chạy tự động luôn nha anh em. Con này chạy tự động và nó chạy trăng sao, lịch trăng sao. Kim cọc số dạ quang. Con này size 36. Form của nó hình màu dục. Độ mới còn rất là cao. Con này mẫu số 2 giá là 1 triệu 7. Con này nó chạy máy Nhật nha anh em. Những cái dòng này là dòng cơ đời mới, máy Nhật. Qua mẫu số 3, con này con đồng hồ hiệu là Oren. Mặt trắng. Kim xanh nha anh em. Cọc số La Mã. Con này có hỗ trợ cốt phụ. Lên cốt nha nè. Nó là tự động nhưng mà nó có hỗ trợ cốt phụ. Size 41. Trữ cốt khá lâu nha nè. Chạy đúng giờ. Con này dây khóa nguyên zin. Dây còn rất là đẹp. Con này mẫu số 3 giá là 2 triệu. Qua mẫu số 3, qua mẫu số 4. Cái con này mẫu số nhầm số rồi nha anh em. Mẫu số 14 là. Số 14 thì để qua đây nha nè. Qua mẫu số 4, con này con đồng hồ hiệu là Phi Cây nha nè. Hiệu Phi Cây. Phi Cây. Con này chạy tự động nha nè. Size 45. Phi cây đồng hồ của Nhật. Lỗ cơ sau. Nó để trong nước 10 ATM. Độ mới còn cao nha anh em. Con này mẫu số 4 giá là 1 triệu 6. Tất cả đều còn nguyên zin. Qua mẫu số 5, con này con đồng hồ hiệu là Chick Harrison, chạy automatic. Mặt trắng nha anh em.
chạy 3 cốt 6 kim. Nó có mô hoa lăng, tua bi lông nằm ở góc 6 giờ và nó có lịch thượng. Size 42 nha anh em, 42.2. Chiếc Harrison, con này mua mới cũng tầm 5-7 triệu gì đó. Con này lỗ cơ sau. Con này mẫu số 5, giá là 1.8 triệu. Qua mẫu số 6, con này con đồng hồ hiệu Aureo Classic. Aureo Classic, con này con đồng hồ chạy cơ tự động nha anh em. Cơ tự động có hỗ trợ cốt phụ, chạy máy của Nhật. Thương hiệu của Italy. Chạy máy vàng nha anh em, chạy máy vàng giống như là máy của Omega. Cái dòng máy này cũng khá là tốt nha anh em. Khá là bền. Size 37. Có một cái kim màu đỏ. Và nó có tua bi lông nằm ở góc 9 giờ. Con này cũng còn khá mới, chỉ có thiếu cái hộp nữa thôi. Dây vẫn còn mới luôn. Dây khá là xịn. Máy cũng rất là đẹp. Máy như Omega luôn. Con này mẫu số 6, giá là 1.6 triệu. Qua mẫu số 7, con này con đồng hồ hiệu Sonne. Con Sonne, thương hiệu của Nhật. Nó chạy automatic nha anh em. Cọc số nổi vàng, mặt hai lòng, niền trắng. Con này chạy automatic. Size 38. Con này mẫu số 7, giá là 1.3 triệu. Qua mẫu số 8. Mẫu số 8, con này con đồng hồ hiệu là Burberry, đồng hồ của Thụy Sĩ. Chạy 3 cốt 6 kim. Con này có một ô cửa sổ lịch nằm ở góc 4 giờ. Mặt rất là sáng nha anh em. Kính làm bằng kính sapphire. Chạy máy pin 3 cốt 6 kim của Thụy Sĩ chính hãng, máy rất là bự. Núm có một ký hiệu của chữ B. Size 40.5. Chạy 3 cốt 6 kim nha anh em. Con này mẫu số 8, giá là 2.5 triệu. Nó có hình một cái con ngựa, một ông người cưỡi một con ngựa nha anh em. Qua mẫu số 9, con này con đồng hồ hiệu Skagen. Khá mỏng nha anh em, con này mỏng và nó có mặt của nó là hai lòng, địch lọc góc 6 giờ, kim vàng. Và ký hiệu của Skagen cũng màu vàng nha anh em. Dây lụa. Con này size 37. Khá là mỏng. Đồng hồ Skagen là thương hiệu của Đan Mạch và nó chạy máy là máy Nhật nha anh em. Dây lụa. Con này mẫu số 9, giá là 750k. Qua mẫu số 10, con này con đồng hồ hiệu Mết. Mết của Nhật. Con Mết này chạy máy của Nhật. Và nó còn mắc dây thừa. Đeo thoải mái nha anh em. Con này size 36. Con này size 36, mặt màu trắng men nha anh em. Mặt trắng men. Có tua bi lông nằm ở góc 6 giờ. Con này lỗ cơ sau nha anh em. Con này lỗ cơ sau, chạy tự động. Đồng hồ Mớt này một thương hiệu cũng khá lớn nha anh em.
mua mới con này cũng khá là cao tiền, chạy 22 chân kính và con này chạy 2,5 kim. Nó có một cái lịch 24 ở đây, kim chạy 24 ở đây, thiết kế khá là đẹp. Cái chữ automatic nó màu đỏ nha nè, chữ automatic nó để màu đỏ. Cái hiệu mớt này nó có cái hình là hình mũi tên và hình này giống như là âm dương á, nam nữ. Cái hộp rất là đẹp, cái hộp rất là đẹp nha nè. Con này mẫu số 10, giá là 1,6 triệu. Qua mẫu số 11. Mẫu số 11 con này con đồng hồ hiệu là Tecnot nha anh em, mặt đính đá hoặc là kim cương gì đó. Con này mua mới rất là mắc. Nó giống như là đồng hồ của con Rado nha anh em, nó hình quả trứng nha anh em, hình nó hình quả trứng và nó có một cái ô cửa sổ lịch lọc góc 6 giờ. Mặt số của nó có đính kim cương hoặc là kim cương nhân tạo hay sao. Đá là bằng đá tung sen. Con này chạy pin nha anh em. Con này mua mới rất là mắc tiền. Size 37. Con này chỉ nó rất là mới và nó chỉ có thiếu cái hộp thôi nha anh em. Dây lụa dây vàng luôn. Như một cục vàng luôn. Con này đeo không bao giờ bị chóp màu hay là bay màu nha anh em. Con này mẫu số 11, giá là 1,6 triệu. Hình quả trứng nha anh em, rất là mới luôn. Qua mẫu số 12. Mẫu số 12 con này con đồng hồ hiệu là Orobianco nha anh em. Orobianco con này chạy pin kim trôi. Orobianco một thương hiệu cũng khá lớn. Pin kim trôi nha anh em. Size 40 gần 45. Cái chất thép của cái con Orobianco này rất là tốt nha anh em. Con này nguyên zin 100%, dây da vẫn còn nguyên zin. Khóa nguyên zin. Con này lịch lọc góc 6 giờ. Con này mẫu số 12, giá là 1,3 triệu. Con Orobianco con này mua mới cũng tầm 6-7 triệu. Qua mẫu số 13, con này con đồng hồ hiệu Tecnot. Con này nó để trong nước là 20 ATM. Niền màu xanh, mặt xanh. Cọc số của nó dạ quang nha anh em. Size 45. Mặt rất là đẹp. Nó có khóa gập như thế này nha anh em. Mở cái này ra, cái yếm này. Cũng còn khá là mới. Con này mẫu số 13, giá là 1 triệu. Niền soi nha nè. Niền soi và cái chỗ này nó có một cái dạo quang này. Kim dạo quang luôn. Qua mẫu số 14. Mẫu số 14 con này con đồng hồ hiệu là Fubo Design. Fubo Design con này niền mạ vàng hồng. Niền mạ vàng hồng và trên này có một cái kim xăng nha anh em. Chạy 2,5 kim. Mặt đen.
Con này khóa nguyên zin, dây da đã thay dây da mới và dây xịn nha anh em. Dây cá sấu. Dây này đeo rất là bền. Bền hơn cả cái dây mà dây zin của nó. Size 42. Kim có dạo quang, có kim xăng nha anh em. Có lịch nằm ở góc 3 giờ. Con này mẫu số 14, giá là 1.900.000, đang chạy hoạt động bình thường hết nha anh em. Qua mẫu số 15. Mẫu số 15 con này hiệu set to, con này đồng hồ của Thụy Sĩ. Kim cọc số có dạo quang. Dạo quang rất là sáng, máy Thụy Sĩ. Chất thép, loại chất thép này là tốt nha anh em. Con này máy vàng. Size 38.5. Size 38.5, con này mẫu số 15, giá là 650k. Qua mẫu số 16. Con này có đồng hồ hiệu Nixon nha anh em. Nixon, con này đồng hồ khá là nhiều người biết. Nixon. Con này nó chạy 3 kim và kim có một cái kim màu tím nha nè. Cái kim dây nó màu tím, cọc số nổi cọc rất là cao. Mặt số của nó là trắng men. Size 40. Con này độ mới của nó là khoảng tầm 93%. Dây của nó cũng gần rất là hầm hố nha nè. Đồng hồ này đồng hồ của Nhật. Nixon. Con này mẫu số 16, giá là 550k. Cái dây của nó rất là dày nha nè. Cái dây này rất là dày. Qua mẫu số 17, con này con đồng hồ hiệu OB nha nè. OB chạy 3 cốt 6 kim, niền nó là bằng đá nha nè. Niền là bằng đá. Có một ô cửa sổ lịch nằm ở góc 3 giờ. Kính là bằng kính sapphire nha nè. Có một cái kim dây màu đỏ như hình cái mũi tên. Size 40. Kim cọc số dạ quang. Con này mẫu số 17, giá là 700k. Qua mẫu số 18. Mẫu số 18, con này con đồng hồ hiệu là Dufa, chạy 2 kim rưỡi, mặt trắng men, mặt cực kỳ sáng nha anh em. Kính là màn kính sapphire, made in Germany. Toàn thân mạ vàng hồng. Toàn thân nó mạ vàng hồng nha anh em. Size 38.5. Núm có logo. Phía sau này như một cục vàng luôn nha anh em. Con này mẫu số 18, giá là 2.1 triệu. Nhìn cái mặt nó rất là sắc sảo. Dễ nhìn giờ nha. Qua mẫu số 19. Mẫu số 19, con này con đồng hồ của Nhật. Con này nó làm bằng đá ceramic nha anh em. Đá ceramic mặt màu trắng và dây đá làm bằng đá ceramic màu trắng luôn. Nó kết hợp với màu vàng chạy dọc như này. Con này nó mạ vàng 18k. Ceramic, kính làm kính sapphire nha anh em. Máy chạy máy Japan Watt. Chống nước 3 ATM. Nó làm đá là cọc đá màu đỏ nha anh em. Size
38.5. Con này mẫu số 19, giá là 1.100.000. Qua mẫu số 20, con này con đồng hồ hiệu Calvin Klein. Con này đồng hồ của Thụy Sĩ chính hãng nha anh em. Mặt màu đen. Kính cong nha anh em, kính nó cong. Chạy 3 cốt 6 kim. Bấm này nó chạy rất là nhanh, cái kim này nó chạy rất nhanh nha anh em. Chạy sonograph. Rút cái nấm ra nó chạy này. Đấy. Quăng kim lên đây. Chạy sonograph nha anh em. Con này toàn bộ đều còn nguyên zin, dây nguyên zin. Khóa nguyên zin. Dây rất là mới nha anh em và rất là xịn. Con Calvin Klein này mua mới cũng tầm 5 đến 7 triệu. Size 42.5. Dây cũng rất là xịn luôn. Con này mẫu số 20, giá là 1.500.000. Qua mẫu số 21, con này con đồng hồ hiệu Swiss Army, đồng hồ của Thụy Sĩ, đồng hồ quân đội của Thụy Sĩ nha anh em. Thân vỏ nó làm nó mạ lớp titan. Size của nó là size 38.5. Kim cọc số dạ quang, chống nước 50m. Con này có chống nước nha anh em, đi nước thoải mái. Tem này chưa xé hết này. Đồng hồ của Thụy Sĩ. Vòng tay còn khá là rộng. Con này mẫu số 21, giá là 600.000. Qua mẫu số 22. Con này con đồng hồ hiệu Dizen. Dizen con này mặt màu trắng. Mặt rất là sáng nha anh em. Mặt rất sáng. Độ mới cao nha anh em, độ mới cao. Size 38 nha anh em. Này size 38. Rất là vừa tay. Đa số con diesel nó toàn con bự không nha anh em. Con này size 38 và vừa tay, đeo rất đẹp. Độ mới cao. Con này độ mới cũng tầm 98%. Con này mẫu số 22, giá là 850.000. Còn hộp. Qua mẫu số 23. Mẫu số 23 con này con đồng hồ chạy 3 cốt 6 kim. Kim có dạ quang nha anh em. Trên này nó có hai cái màu, một màu xanh. Chạy sonograph. Pin con này chạy pin và pin nhật. Tất cả đều đang hoạt động bình thường nha anh em. Kim cọc số dạ quang. Size 40. Gần 41. Con này mẫu số 23, giá là 600.000. Qua mẫu số 24. Mẫu số 24 con này con đồng hồ hiệu K-Squid. Chạy sonograph, chống nước 10 ATM. Chạy 3 cốt 6 kim. Kim nó có dạ quang. Niền xoay. Có một ô cửa số lịch nằm ở góc 4 giờ rưỡi.
size 43, dây thép đúc. Con này chạy máy của Nhật Japan Mood. Con này mẫu số 24, giá là 600k. Qua mẫu số 25, con này còn full hợp nha nè, độ mới cao 100%, mặt chưa xé ni lông. Mặt con này thiết kế khá là lạ nha, nó để chữ N ở đây, number, hiệu của nó là hiệu number nha nè. Mặt cực sáng. Con này chạy máy của Nhật Japan Mood number, ký hiệu của nó là chữ N nha nè, NN42. Dây của nó là màu trắng và mặt sau của nó là dây màu đỏ. Chất thép của nó rất là đẹp, nó rất là sáng bóng nha nè. Cái này là cái ký hiệu của nó này, giống hình cái bông hoa. Size 43, dây của nó cũng vậy, nó thiết kế giống như cái hình bông hoa. Bông hoa là cái gì này, nó giống, nó có bốn góc nha, giống bông hoa thôi. Con này mua mới 17.600 yên nha em. Có tem chống hàng giả đây, tem phản quang 17.600 yên, và nó có để giảm còn 16.000 yên. Con này tem mát đầy đủ. Con này mua mới cũng tầm gần 3 triệu nha em, 2.800.000. Có cái mã của nó này, NN42SWH. NN42 này nha nè. Đồng hồ này đồng hồ chính hãng. Con này mẫu số 25, giá là 900k. Qua mẫu số 26, con này con đồng hồ hiệu Citizen. Nó chạy pin nha anh em. Con này chạy pin. Mặt vàng, mặt hai lòng. Chạy máy Nhật. Size 39, gần 40, toàn thân mạ vàng. Dây nguyên zin và khóa còn nguyên zin. Con này mẫu số 26, giá là 650k. Qua mẫu số 27. Mẫu 27 con này có đồng hồ hiệu là Fossil. Fossil kính tràng viền, chạy 3 cốt 6 kim. Kim cọc số có dạ quang nha anh em, mặt nó màu xám xám. Và nó chia trải tia, chạy 3 cốt 6 kim, dây vẫn còn nguyên zin. Con này mình có thể thay dây da khác được nha anh em, bỏ cái này. Mình thay dây da khác bình thường, giống những bộ dây da khác. Con này mẫu số 27, giá là 750k, size của nó là 40, gần 45 nha anh em. Fossil, đĩa chống nước là 10 ATM. Qua mẫu số 28. Mẫu số 28 con này con đồng hồ hiệu giờ của Lock Hole 1964. Mặt trải tia màu đen. Con này chạy bằng pin năng lượng ánh sáng nha anh em, pin năng lượng. Giờ Clock House, để trong nước là 10 ATM và phía sau là Solar Watch 1964. Size 40.
Con này mẫu số 28 giá là 900k. Qua mẫu số 29, con này con đồng hồ hiệu Mớt. Con này chạy 3 cốt 6 kim. Nó làm giống như là nhôm nha anh em. Màu nhôm. Size 42.5. Nhìn khá độc lạ. Chạy 3 cốt 6 kim. Nó thiết kế màu đỏ này, rất đẹp. Có một cây kim dây màu đỏ luôn, giống hình chiếc máy bay. Rất là nhẹ nha anh em. Đeo như không đeo luôn. Con này mẫu số 29, giá là 750k. Qua mẫu số 30. Mẫu số 30, con này con đồng hồ mặt khảm sờ cừ. Da 31, chạy 3 kim. Niền mạ vàng. Dành cho chị em phụ nữ. Hiệu là Avon. Chạy máy của Nhật. Con này size 19 nha nè. Size 19. Và cái độ dài của nó là size 30, gần 35. Con này mẫu số 30, giá là 500k. Qua mẫu số 31. Con này có đồng hồ hiệu Calvin Klein, đồng hồ của Thụy Sĩ. Còn một con duy nhất như này. Con này cũng dạng hàng hiếm. Hàng hiếm nha anh em. Calvin Klein. Con này đi săn cũng bây giờ hiện tại rất là khó nha. Dây của nó dây màu đỏ. Dây rất là xịn. Đeo lên tay cực đẹp. Và cực kỳ độc nha. Đồng hồ Calvin Klein, đồng hồ này đồng hồ của Thụy Sĩ, chính hãng. Máy Thụy Sĩ. Size 43. Size 43, mặt quá đẹp luôn nha nè. Mặt quá đẹp. Rất là độc lạ này. Con này mẫu số 31. Mẫu số 31, giá là 2.3 triệu. Còn hợp luôn nha anh em, để anh em sưu tầm. Con này mua mới khoảng 7-8 triệu. Qua mẫu số 32, con này con đồng hồ hiệu Piaget. Nó có trục tuần hoàn nha anh em, chạy 2 kim. Dây đề mi vàng hồng. Size 34 nha anh em, size 34. Mặt rất là sáng. Con này mẫu số 32, giá là 1.1 triệu. Qua mẫu số 33. Mẫu số 33, con này con đồng hồ của Thụy Sĩ. Con này chạy 2 kim. Cọc số La Mã chạy 2 kim. Trên này có 2 con sư tử. 1858. Toàn thân mạ vàng, núm đính đá, size 32.5. Khá là mỏng nha nè. Con này mạ vàng toàn thân. Con này mẫu số 33, giá là 600k.
qua mẫu số 34. Con này con đồng hồ hiệu Nissan. Nissan của Nhật nha anh em. Nissan đồng hồ của Nhật, mặt trắng men. Kim màu vàng, toàn thân mạ vàng. Con này mạ vàng phía sau luôn nha anh em. Để trong nước là 50m và da 31. 161. Con này mẫu số 34 giá là 750k. Size của nó là size 38 nha anh em, gần 38, 37.5. Qua mẫu số 35. Mẫu số 35 con này hiệu là QR QR. Cái dòng này cái dòng của một nhánh của Seiko nha anh em. Nhánh của Seiko. Con này niền của nó trên này đính đá. Mặt màu xanh. Có một núm có một viên đá màu xanh luôn. Size 33. Con này dành cho nữ nha anh em. Chạy 3 cốt à, sorry anh em, là chạy 1 cốt nhưng mà tới 5 kim. Ở trên này nó để giống như là bàn. Con này mẫu số 35 giá là 500k. Qua mẫu số 36. Mẫu số 36 con này hiệu Watham. Con này bột vàng toàn thân. Con này bột vàng 20 micron nha em. Bột vàng khá là dày. Nấm đính viên đá màu xanh. Mặt trắng men. Form cũng khắc khá là đẹp. Đồng hồ này đồng hồ pin cổ nha anh em, pin đồng hồ cổ vàng hoặc rất là dày, vàng còn đẹp nha anh em. Vàng cũng rất là đẹp nè. Đồng hồ này đồng hồ của Thụy Sĩ, chính hãng. Con này mẫu số 36 giá là 1,2 triệu. Size của nó là size 33 và chiều dài của nó là size 34. Con này mẫu số 36 giá là 1,2 triệu. Qua mẫu số 37, con này con đồng hồ hiệu là Valentino. Con này mua mới 28.000 yên. Mua mới của nó là 4,5 triệu nha anh em. Mua mới 4,5 triệu Valentino. Góc 12 giờ đến 2 viên đá. Trên này đến 2 viên, một viên, 2 viên, một viên này nữa. Chạy 3 kim, mặt vàng. Dây mạ vàng. Con này khóa như này nha anh em. Size 33. À sorry anh em, size 23. Đâu? Size 28 chứ. Con này size 28. Con này size 28 nha anh em. Con này mẫu số 37 giá là 900k. Qua mẫu số 38. Mẫu số 38 con này con đồng hồ hiệu là Seiko Lucen. Cái dòng Seiko Lucen này là dòng Seiko khá là cao cấp nha anh em. Seiko Lucen. Mặt nó khảm sờ cừ nha anh em. Mặt nó rất là đẹp. Bên ngoài rất là đẹp. Nhìn cái màu trắng nó rất là sáng nha. Cái trắng của nó giống như bạc vậy đó. Cái màu bạc hoặc là giống như màu của bạch kim á. Nó sáng hơn inox, nó màu nó cái kiểu nó như nó chuyển qua cái màu giống như của bạc
và bạch kim. Trên này nó mạ vàng demi, ở trong này mặt của nó, mặt số của nó có hai lòng nha anh em, mặt hai lòng, cọc số rất đẹp, cọc số la mã, khóa cũng khá là đẹp, khóa mà khóa làm demi nha anh em, ở trên vàng và ở dưới inox, khóa Seiko luôn, khóa nguyên zin. Con này mẫu số 38, giá là 600k, size gần 20. Qua mẫu số 39. Mẫu số 39 con này, một cái con đồng hồ có 3 bộ phận như thế này nha anh em. Chiton Fau. Con này đồng hồ nó chưa tháo chì nha anh em. Chưa tháo chì nè. Con này chạy 2 kim. Mặt của nó là hình cái bông hoa và hình con chim. Con này cái hoa của nó là như hoa mẫu đơn hay là hoa mẫu đơn thì phải. Như là một bức tranh như này, giống như một cái bức tranh thư pháp. Bức tranh của Nhật đều treo ngày Tết ấy. Nó làm nguyên một cái hình đó lên một cái con đồng hồ luôn. Nhìn cái con rất là sống động như này. Nhìn cái hình nó rất là sống động. Toàn thân nó mạ vàng hồng. Phía sau này chia sẻ luôn. Đồng hồ này của Nhật, nó có mã số đầy đủ nha nè. Size của nó là size 43. Có mã vạch check chính hãng. Và nó có một cái mặt như thế này, kết hợp với một cái khóa và một bộ dây nha nè. Bộ dây nó đây, và cái khóa nó có là khóa đầu 20 và có mã vạch, nói chung là nó có mã vạch đầy đủ hết. Khóa của nó cũng rất là xịn. Khóa rất xịn nha anh em. Nào cái khóa này không, nó làm rất là đẹp. Chưa thấy cái khóa nào mà đẹp như này. Nó làm có hai cái ống này. Làm hai cái ống luôn nha này, hai cái ống hai bên. Nó làm mạ vàng hồng. Rất là chỉnh chu. Chỉ có những cái đồng hồ mà cao cấp á, nó mới làm chỉnh chu như thế này. Con này mẫu số 39, giá là 1,2 triệu. Qua mẫu số 40. Con này con đồng hồ hiệu Swiss Military. Con này chống nước 10 ATM, mặt màu xanh dương nha anh em, mặt màu xanh dương. Dây làm bằng inox. Máy Thụy Sĩ chính hãng. Swiss Military, kim cọc số dạ quang. Toàn thân là bằng inox. Có một ô cửa sổ lịch nằm ở góc 3 giờ, con này size 36. Con này mẫu số 40, giá là 1 triệu. Và video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật. Và hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo.